Thưa quý vị, tiếp nối chương trình, anh Chi kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Nhân Tuấn Trương. Tại sao Việt Nam chuộng cầm gươm cầm súng hơn là cầm bút? Tác giả Nhân Tuấn Trương thở dài. Hay, chỉ có con tôm mới để trái tim lên đầu bên cạnh bộ óc. Xưa giờ chúng ta vẫn thường nghe nhà họ tôm lộn kít lên đầu. Nhưng mà tác giả Nhân Tuấn Trương thì viết rằng chỉ có con tôm mới để trái tim lên đầu bên cạnh bộ óc. Người quản trị nào suy nghĩ đơn thuần bằng con tim sẽ là người quản trị tồi. Người lãnh đạo nào cai trị bằng con tim cũng là người lãnh đạo tồi. Họ có thể là người tốt, nhưng chắc chắn là họ làm việc rất dở. Tại sao? Mục tiêu của người quản trị là gì? Mục tiêu của người lãnh đạo đất nước là gì? Mục tiêu của người làm chính trị là dân và nước. Làm chính trị trước hết là phục vụ cho dân và nước, sao cho đất nước ngày càng thêm mạnh, người dân ngày càng thêm hạnh phúc và giàu có thêm. Quản trị trong lĩnh vực này có nghĩa là làm thế nào để thực hiện các điều đó nhanh chóng nhất và với một cái giá ít tốn kém nhất. Làm bất kỳ việc gì mà có lợi cho dân và nước mà ít tốn kém, ít đổ vỡ thì đó mới là người lãnh đạo giỏi. Có thể trong một vài trường hợp nào đó, trái tim có thể đập vài nhịp bâng quơ lạc điệu và đó là cái thời khắc dễ làm cho người làm chính trị bị mất ghế. Việt Nam có một ngoại lệ. Người ta thường hay tán dương, ca tụng, mang ơn những người mà thực ra đã làm cho đất nước tan hoang dân tình khốn khổ như ông Hồ, ông Giáp vậy. Người ta chỉ tôn vinh những người cầm súng, thắng trận này, thắng trận kia, có gan giết chết hàng triệu dân lành mà con tim không rung động. Chứ người ta không có tôn vinh những người cầm bút. Người cầm bút, cho dầu là bậc tài danh trên thế giới với những tác phẩm bất hủ để đời thì cũng không là cái cũ gì trong mắt người dân chúng Việt Nam cả. Người ta cũng không có thói quen tôn vinh những nhà quản trị tài ba, những nhà khoa học đã làm ra của cải hay sản phẩm trí tuệ. Người ta thích những cái nhân vật lịch sử có công đánh Nam dẹp Bắc, tức là những người cầm gươm cầm súng hơn là những người cầm bút. Nguyên nhân có lẽ là vì người ta chưa ý thức được cái vai trò, trách nhiệm và bổn phận của người lãnh đạo đối với dân và đối với nước là như thế nào. Lãnh đạo đâu phải là người cầm súng. Lãnh đạo là người có khả năng giữ vững bờ cõi, đem lại cơm no áo ấm cho toàn dân. Lãnh đạo là cả một nghệ thuật chính trị. Nó bao gồm quản trị, pháp luật, kinh tế, tài chính, giáo dục, vân vân. Tức là mọi lĩnh vực, ấy, mọi định chế tạo dựng lên xã hội. Đồ tể thì muôn thuở vẫn là đồ tể. Đồ tể mà lên làm lãnh đạo thì đất nước ra sao? Mọi người đã biết rồi phải không? Đó là nghệ thuật cai trị bằng dao, bằng súng, chứ không phải bằng pháp luật. Và làm chính trị cũng không thể bằng trái tim được. Nước thì phải có phép nước chứ. Con tim nó đâu có biết phân biệt phải trái đúng sai đâu phải không?